Thoạt đầu anh ta bước vào nhà vệ sinh cũng y như bất kỳ thực khách nào có nhu cầu. Vì thế này, à thì ra một chiếc thùng đựng toàn những tờ bạc lẻ. Trên thùng có ghi rõ, chung tay quyên góp giúp đỡ trẻ em mồ côi, người nghèo. Sau khi đảo một vòng, xác định không còn ai trong nhà vệ sinh, anh ta bất ngờ tung cước rất mạnh, làm bể một phần thùng tiền từ thiện. Sau khi lấy khoảng 500.000 đồng, anh ta còn cẩn thận che đậy hành vi của mình bằng cách dán lại tờ giấy tại vị trí thùng tiền bị đá bể. Được biết sau khi clip bị phát tán, nam thanh niên đã cùng người nhà tới quán ốc trên xin lỗi, trả lại số tiền ăn cắp và mong mọi người tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ này.